Vòng 1 ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia sắp tới, các cô gái Bình Điền Long An rơi vào một bảng đấu rất khó khăn. Họ nằm ở bảng B cùng với Đức Gia Hà Nội, Bộ Thông tin Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Phú Thanh Hóa. Còn Thái Bình nằm ở bảng A cùng với Kim Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình, Liên Việt Postbank, Than Quảng Ninh và Ngân hàng Công Thương. Nhiều khả năng họ sẽ đưa những ngoại binh tốt nhất để thi đấu ở vòng 2. Quả đập tốt của Kim Thành, 14-10. Cách biệt bây giờ chỉ còn lại có 4 điểm thôi. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của Nguyễn Thị Hương. Một pha bóng rất giằng co. Điểm đôi khi cho Long An. Đó là pha kết thúc của Đặng Thị Kim Thanh. 12-15. Chuyển bóng tốt. Vẫn còn. Quả đập khá lực của Nguyễn Thị Huyền. Tình huống chuyền bóng hơi sát lưới. Hai tình huống Kim Thành không thể thắng được hàng chắn của đối phương. 21-18. Nếu như đó là Thanh Thúy thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách rất đơn giản. Nhưng khi không còn Thanh Thúy thì những tình huống bám chắn của đối phương luôn có những hiệu quả cao hơn khi họ không phải quá phụ thuộc vào một ngôi sao. Mặc dù bóng chuyền là một môn thi đấu tập thể, nhưng sự nổi bật của Thanh Thúy có thể khỏa lấp đi những điểm yếu của các vị trí khác. Khi một cầu thủ chơi nổi bật thì kéo theo các cầu thủ còn lại cũng có được sự thăng hoa. Vì vậy ở mùa giải ngoái, Trà Giang, Trần Thị Thơm đều đã chơi rất hay để giúp cho Thái Bình có được một chiếc vô địch. Quả đập tốt của Kim Thành. 20-21. Và trận đấu thứ hai này họ là đội phát bóng trước. Tình huống điều chỉnh chuyền một không tốt của Hemi Eban, nhưng sau đó Kim Thành đã tung ra một quả đập hiểm hóc, 1-0 cho Bình Điền Long An. Nguyễn Thị Hương thực hiện quả pha bóng chuyền một tốt. Cơ hội điểm lại đến với Long An. Phòng thủ rất hay. Quả đập tốt của Đặng Thị Kim Thanh. Đây là lúc mà cao thủ của Thái Bình đang rất cần đến giá trị kinh nghiệm của Nguyễn Thị Hương. Pha phòng thủ hay của Nguyễn Thị Huyền, nhưng tình huống chuyền hai sau đó là rất tệ. VTV Bình Điền Long An 20-14. 20-14. Vẫn còn. Đập mạnh của Nguyễn Thị Huyền, nhưng hàng sau của Long An đã phòng thủ rất tốt. Sau đó là pha kết thúc của Kim Thanh. Sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý, Bình Điền Long An đã cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Tình huống chuyền hai sau đầu tốt của Kim Thoa để đánh lừa hàng chắn của đối phương. Bước một tốt. Quả đánh khá có lực của Mỹ Duyên. Quả
vẫn là một pha bóng rất giằng co. Kim Thành vẫn còn. Cơ hội tấn công lại đến với VTV Bình Điền Long An. Quá hay. Đó là pha kết thúc của Kim Thành. Pha bóng giằng co đã kết thúc với tình huống đá bóng ấn tượng của đội trưởng bên phía Bình Điền Long An. Rất hiểu ý nhau. Pha phối hợp đã loại bỏ hoàn toàn hàng chắn của Thái Bình. Hơn 10 bàn thực hiện quả phát bóng. Vẫn còn. Bích Nga. Pha phòng thủ hay của libero bên phía Thái Bình, Hà Thị Thu Hiền. Vẫn còn. Đã xuất hiện nhiều những pha bóng giằng co ở set đấu thứ hai này. Và vừa rồi điểm đã thuộc về Long An. 8-5. Những cú đánh đầy quyết liệt của Kim Thành. Vẫn còn. Pha phòng thủ hay của Khánh Đăng. Thêm một thủ bóng giằng co. Tình huống xử lý lỗi của Phạm Thị Diệp. Tình huống điều chỉnh chuyển một lỗi của Bùi Thị Bích Nga. 15-12. Điểm mạnh của các cô gái Long An trong nhiều năm qua đó chính là khả năng phát bóng từ thời Ngọc Hòa cho đến tận bây giờ. Chiều cao tốt với một tay đập chủ lực. Chạm bóng ra ngoài sân. Một số được cân bằng 20 đều. Chuyển một tốt. Và chào thủ tiếp theo, Kim Thành đã buộc phải xử lý. Vẫn còn. Cú đập tốt của Kim Thành. Lợi thế đang thuộc về các cầu thủ áo vàng. Lê Như Anh thực hiện quả phá bóng. Rất khó khăn. Và các cô gái Thái Bình đã để mất điểm. 23-21. Không được. Dù rất cố gắng nhưng Nguyễn Thường đã không thể có một tình huống phòng thủ thành công. Nguyễn Thường thực hiện quả phá bóng. Chuyển một tốt. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Kim Thành. Kim Thành đang là cây ghi điểm số 1 của VTV Bình Điền Long An. Những quả đánh của Kim Thành rất quyết liệt. Phạm Thị Diệp thực hiện quả phá bóng. Bóng trong sân. Quả đánh tốt của Kim Thành. Pha phá bóng ghi điểm trực tiếp của Kim Thành. 16-8. Những cầu thủ đang có mặt trên sân
được coi là đội hình tốt nhất của Long An. Có thể đây sẽ là đội hình đánh chính tại vòng 1 giải vô địch quốc gia. Nếu như họ không có những sự bổ sung các cầu thủ ngoại. Trận bóng ra ngoài sân. Kim Thành đã ghi điểm số cuối cùng của trận đấu này. Tỷ số của set đấu thứ tư là 25-17 và Bình Điền Long An đã vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc là 3-1.